mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh nghiệm phóng sinh. Tại Thẩm Quyến, có một nhóm cư sĩ trẻ học Phật. Họ nghiêm trì giới luật, chuyên tu chú Lăng Nghiêm. Thường tổ chức phóng sinh, chủ yếu là thả rắn và các loài động vật hoang dã. Phóng sinh thường có nhiều cảm ứng hay. Xin kể vài câu chuyện có thật như sau. Rắn mắt kính. Mùa đông năm ngoái, một nhóm thanh niên Phật tử từ sáng sớm đã đến trang trại mua rắn. Thấy trong chuồng vô số rắn, có một con rắn mắt kính khí thế khôn dữ, người nhát gan vừa nhìn là ớn lạnh, sợ đến muốn chạy trốn. Chủ trại rắn thấy vậy bèn vạch miệng nó ra cho mọi người xem. Thấy nó không còn cái răng nào vì đã bị nhổ sạch rồi. Cả nhóm thấy vậy đồng ý mua nó cùng các con khác đem thả ở nơi thâm sơn xa người ở. Hôm đó thời tiết rất lạnh, trời vốn đang âm u, nhưng lúc phóng sinh thì vầng thái dương bỗng xuất hiện, chiếu ánh sáng chói lọi khiến cho mọi người đều cảm thấy ấm áp. Một anh trong đoàn nhìn thấy con rắn mắt kính không răng nọ đã ngạc nhiên kêu lên: "Nè, chính con rắn này nè, nó giống hệt con độc xà đã báo mộng cho tôi tối hôm qua." Té ra là trong mộng, con rắn mắt kính này đã hướng về anh van cầu: "Xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi." Qua đây có thể thấy chúng sinh đều rất có linh tính, ngàn vạn lần không nên ăn thịt chúng. Mẹ con rắn lục lần nọ, một anh thường tham gia phóng sinh kể cho chúng tôi nghe. Tối nọ anh nằm mơ thấy con rắn hóa thành một người già bảo anh: "Xin hãy cứu con tôi đang rất nguy hiểm." Hôm sau anh hẹn với mấy pháp hữu đi mua rắn, phát hiện trong bầy rắn có một con rắn lục nhỏ, bèn mua phóng sinh. Tối đó anh nằm mơ thấy con rắn lục nhỏ nói: "Dạ, rất cảm tạ các ngài đã cứu mạng. Giờ xin biếu tôn ông một sâu chuỗi Phật để bày tỏ lòng cảm kích." Hoa sen cá. Hôm đó mọi người phóng sinh rất nhiều cá chạch. Khi tụng chú Lăng Nghiêm và hồi hướng xong thì bầy cá chạch lao xao ngẩng đầu nhảy lên, rồi chúng tản ra xếp thành hình giống như hoa sen. Cảnh tượng bầy cá xếp thành hình những đóa sen trang nghiêm trong nước khiến ai nhìn tâm tư cũng chấn động và kinh ngạc. Nhân đây đạo tâm càng thêm kiên định, cùng nguyện tinh tấn tu hành. Chú rùa xanh. Hôm sinh nhật Vương Tú, gia đình em mua mười mấy con rùa để phóng sinh. Khi phóng sinh phát hiện một con rùa màu xanh bị thương trên lưng nên quyết định giữ nó lại đem về nhà chữa trị. Cha Vương Tú săn sóc nó 2 tuần, con rùa hồi phục rất nhanh. Tối đó ông Vương nằm mộng thấy một người mặc áo xanh hướng về ông bày tỏ lòng cảm tạ và nói: "Tôi hiện giờ thân thể đã khỏe mạnh, xin hãy thả cho tôi về nhà." Ông Vương thức dậy lấy làm lạ, tự hỏi: "Người mặc y phục màu xanh này là ai? Sao thuở giờ ta chưa gặp qua?" Lúc này ông đột nhiên nhớ đến con rùa xanh, vội chạy đến giở thùng nhìn xem, thấy con rùa đang cố bò ra ngoài. Ông Vương mới hiểu minh bạch: "À, té ra là chú mày muốn về nhà hả? Được, hôm nay ta sẽ thả chú." Thế là ông cùng Vương Tú ra sông, cẩn thận thả rùa xuống. Con rùa ngoái đầu nhìn họ, tỏ vẻ bình rịnh, lưu luyến, rồi chậm chậm bơi đi. Hai người khách lạ. Hôm đó là ngày viết Bồ Tát Quan Âm thành đạo. Sáng sớm, tôi đã đến chợ mua 2 con rùa và một số cá để phóng sinh. Tụng kinh xong thì tôi thả chúng vào con sông gần đó. Tối đó tôi mơ thấy có 2 người lưng đeo cặp sách mời tôi đến hàng xá của họ uống trà. Tôi theo họ đến một gian nhà, ngồi trước cái bàn tròn. Uống trà xong, 2 người tiễn tôi ra cổng, còn cảm tạ: "Hôm nay mai được ông cứu mạng, chúng tôi cảm ơn vô cùng." Họ nói xong, tôi tỉnh giấc, ngẫm nghĩ đến đời trong mộng, đột nhiên nhớ đến 2 con rùa mình đã thả hồi sáng. Đúng là chúng đã đến cảm tạ tôi. Ha ha ha, 问什么的说